Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khi Covid-19 quét qua nhiều quốc gia với tốc độ chóng mặt, một trong những giải pháp vô cùng quan trọng để kìm hãm lây lan dịch là ở nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, mua sắm trực tuyến, sao hàng tận nhà được nhiều người lựa chọn. Thực tiễn cho thấy thực phẩm không phải là con đường mà virus corona lây lan. Vì vậy, thực phẩm sạch có nguồn gốc được đóng gói đúng cách, cơ bản là an toàn. Về lý thuyết, có thể có một số virus corona nằm trên các thực phẩm đóng gói nếu người đóng gói hoặc xử lý thực phẩm đã bị nhiễm bệnh, nhưng chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy COVID-19 được lây truyền qua thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm. Mặc dù việc mua thực phẩm trực tuyến sau tận nhà cơ bản là an toàn, nhưng bạn phải luôn nhớ rửa tay và các khuyến cáo xử lý thực phẩm hiện hành. Sau đây là 5 cách để giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Ưu tiên chọn mua sắm trực tuyến giao hàng tận nhà mùa dịch. Các quốc gia đang lâm vào tình trạng bùng phát dịch COVID-19 hiện nay đều khuyến cáo người dân tăng cường mua sắm trực tuyến giao hàng tận nhà. Các cửa hàng phục vụ ăn uống chỉ được giao hàng mang về, không được tổ chức ăn uống tại chỗ. Các siêu thị chỉ cho một lượng nhỏ khách được vào trong một thời điểm và di chuyển ở khoảng cách xa nhau. Những lưu ý khi đi mua sắm trong mùa dịch Chuẩn bị một danh sách trước để có thể ra vào cửa hàng một cách nhanh chóng Mang khẩu trang khi ra khỏi nhà và suốt trong thời gian mua sắm Rửa tay trước và sau khi đi vào cửa hàng Sử dụng chất khử trùng để lau tay cầm của giỏ hàng cũng như các bề mặt lân cận Duy trì ít nhất khoảng cách 2 mét với những người mua hàng khác Đánh giá các mặt hàng chỉ bằng mắt tránh chạm tay vào hàng hóa, ngoại trừ việc đặt hàng hóa vào giỏ của bạn. Có thể sử dụng chất khử trùng tay trước và sau khi chọn sản phẩm. Nếu sử dụng túi có thể giặt được, hãy giặt bằng xà phòng, phơi nắng sau mỗi lần sử dụng. Vứt bỏ túi sử dụng một lần ngay sau khi mua sắm. Đặt hàng ăn uống trực tuyến từ nhà hàng gần, quen biết và có uy tín việc đặt các món ăn giao tận nhà từ một quán ăn gần nhà có uy tín để bảo đảm an toàn cho chính gia đình bạn, đồng thời hỗ trợ kinh tế cho các nhà hàng, doanh nghiệp khó khăn trong mùa dịch. Các nhà hàng uy tín và có trách nhiệm với cộng đồng thường tuân thủ tốt các biện pháp phòng ngừa đối với nhân viên của mình, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với khách, rửa tay thường xuyên trước, trong và sau khi giao hàng, làm sạch bề mặt các sản phẩm đóng gói. luôn nhớ rửa tay khi nhận và xử lý gói thực phẩm giao tận nhà. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí học New England cho thấy, virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19 có thể tồn tại trên giấy các tông trong 24 giờ và đồ nhựa trong vài ngày. Mặc dù không có nghiên cứu nào phát hiện thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm truyền COVID-19, nhưng bạn vẫn nên thực hiện các bước sau để giảm thiểu rủi ro nhất có thể. Rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng tay trước khi nhận hàng, chọn hình thức giao hàng không gặp trực tiếp với nhau chả tiền trước qua tài khoản và yêu cầu đặt gói hàng ở vị trí trước cửa nhà bạn. Nếu phải gặp trực tiếp, bạn nên mang khẩu trang và yêu cầu người giao hàng phải mang khẩu trang, nếu họ quên mang. Rửa tay một lần nữa trước khi lấy thực phẩm ra khỏi bao bì ở nhà bạn, rửa tay sau khi ăn thức ăn và vứt bỏ bao bì. Một số lưu ý khi nhận thực phẩm chưa chế biến giao tận nhà để phòng phơi nhiễm bệnh Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng và nước trước và sau khi chế biến thức ăn, rửa kỹ thực phẩm dưới vòi nước đang chảy, không rửa trong bồn hay chậu, sử dụng thiết bị và các dụng cụ nhà bếp riêng để chế biến thực phẩm sống và chín. Nếu chế biến thực phẩm từ da cầm, phải đeo căng tay hoặc rửa tay thật kỹ sau khi tiếp xúc. Nấu chín thức ăn đến nhiệt độ được khuyến cáo, lau sạch vùng bếp trước và sau khi chuẩn bị thực phẩm. Rửa tay và các dụng cụ chế biến thực phẩm đúng cách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị cùng theo dõi nội dung 7 sai lầm gây hại sức khỏe khi nấu ăn tại nhà, mua dịch, bạn cần tránh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.